Cái bánh này gọi là bánh gì anh? Bánh trạng. Bánh trạng là bánh trạng nguyên đó. Còn bánh đó là bánh bánh gì ta? Bánh ú lá cho đúng không? Nước cho. Có mấy cái gốc đó không? À, còn bánh này là bánh cỏ. Năm gốc ngũ bánh bò. Hả? Năm gốc ngũ hành. Là ai vậy ta? Bánh là năm gốc á. Mà nó bánh là bánh gì chị? Bánh bò đúng không? Nhưng mà táo này là em thấy lần đầu tiên em thấy nha, không phải táo Mỹ. Táo New Zealand chắc luôn á. Cái này em bữa em nhớ có người cúng ở đây rồi. Thì đậu, bây giờ là mình đợi gì nữa Hảo? Hảo cỏ ơi. Đợi xôi gà. Xôi gà đó. Trời ơi, thiệt. Xôi nước mà hả? Xôi nước nữa hả? Xôi nước hành thú. Hành con hỏ bữa đúng không? Hành con hỏ, cái rau màu nà, màu hồng. Linh là rất độc đạo và nhìn cũng rất là gần gà, gia đình người ta lên chụp hình cho trời ơi, nãy mấy cô đó nói gì nè, mấy cô nói vui không nha. À, tức là mẹ con các cô á là về đây là mười mấy năm, 12 năm rồi mà rất là im điềm nha. Nhưng mà từ khi mà cậu Năm về đây là vui hẳn lên luôn. Như chợ là như vui như chợ. Vui như cái chợ. Gió mát này. Gió mát. Bánh mình bây giờ mình bày ra mình có được bao lại không? Bánh này hả anh? Hết mấy cái này nè. Bánh mình bày ra nè. Chắc là được. Tại rùi lắm á nha. Không, cái của cậu là của chú. Ê, chắc bánh mày bỏ vô bọc luôn đi chị ơi. Em thấy rùi quá chừng rồi đó. Bỏ vô bọc cột lại luôn đi. Còn cái nào mà mình lột như thôi hồi nãy trận cúng nghề sạch cũng đầy nhóc. Ủa mà sao cái chỗ này anh thấy như không có rùi vậy? Bên đó rùi nó đang tập trung qua bên đó hay sao? Ừ. Hình như nó thấy bao nước nó càng bu vô nữa. Cái bịch nước nó hết tác dụng luôn rồi. Không cứ để cho anh ảnh lên đó vậy anh giải quyết. Ảnh làm sôi ảnh bán lâu lắm á chị. Tại vì bữa nay mùng 5 rồi. Bữa nay mùng 5 ta không có bán đồ chay hả lại ghê ha. Ngày sáng này mình tính mua bánh ít bánh đú vô cầu mà chưa có ai bán. Mình ghép cành hả chú? À trời chú tinh ý quá ha. Cột cái cây vô cho nó ra hoa. Hình như có mình nó ra hoa ha. Dạ. À, chú cắm này một cái cây để cột cái hoa lên cho nó đẹp. Trời ơi, chú nhân viên đúng có tâm luôn. Đó, cái hoa quỳnh. Cây hoa quỳnh mà trổ bông đầu tiên luôn. Trong một đám hoa quỳnh, đằng kia cũng có nhưng mà chưa có hai cây nào ra bông hết. Chiều nay chắc là mình trồng xong luôn hả chú? Dạ. Cái vịnh đó mình trồng luôn hả chú? Dạ. Này ngày bình thường không có. Cái này là bánh bông lan nở nha. Phải đặt mới có. Thêm làm không? Đó. Bánh bông lan hay bánh bò anh? Bông lan nở. Hết rồi, nó bị hết hả? Bị dướng rồi, bị dướng này nè, bị dướng này nè, rồi được rồi đó. Đó, hơi ít rồi, không chống lùi được rồi. Kẹ cho khỏi gớt luôn, cho khỏi bị bung. Rồi, ok, đẹp chưa? Bánh này là bánh trạng. Cúng trước cũng được vậy đâu, cái này đâu, chị đâu biết đâu. Cái này cúng trước cũng được, cái này chờ chờ. Cái này cúng trước cũng được phải không, đâu cần chờ. Tại vì cúng cũng cứ không có cái này à. Em hỏi em cũng không cúng có cái này à. Hay là chờ luôn để đất đai không phải không? Chờ luôn đi, mình cúng cho mâm cho cậu hưởng đầy đủ luôn đi anh ơi. Không, cái này thôi hả? Ủa sao lại vậy? Còn này cúng đất đai. Bởi vì cái hơi mà mình cúng cậu trước đi, đất đai mình cúng sao? Cái điện thoại ai cầm nữa? Dạ đợi đúng đi. Em kêu em cầm. Trời ơi, ông nhờ caramel rồi, ảnh không biết ai luôn á, bó tay thiệt. Đây. Đủ phần mâm nào. Cái bài hát bánh uống lên đây. Vâng ạ. Vâng ạ. Chứ mất gì phải giấu giấu không con? Dạ. Con chào các cô. Dạ. Quá nắng luôn, để con lấy vô con. Một người cái vậy. Đó.
qua, em qua che cho các cô đi. Tình xấu với nghĩa nặng, dành làm nhá ngay. Rất là thông đường của... Này quá hạnh phúc không? Bây giờ là 10 giờ 54 ngày 22 tháng 6 như các cô chú anh chị thấy ha. Bà con đến à, quá là đông. Ở đây là đặc biệt có Vũ Linh thôi, không có cửa, bất cửa rồi. Có một à. Có một công an. Có một Vũ Linh thôi, không có Vũ Linh thôi chứ hôm nay có. Đây là ban dâu con. Ban dâu luôn. Ban dâu luôn. Vậy em đúng rồi, đúng rồi, trái cây đó hôm qua đây mình em hỉnh đúng không, đi tại hôm qua bên anh cũng mới cho cậu cái này là mới đây sáng. Ừ được, cái này cũng sáng mà để đây đi. Ừ ừ rồi. Thấy khổ quá. Người tài qua mà. Không, cậu ở đây với khán giả cô ơi. Khán giả đông quá, cậu phải ở đây. Phương cậu phải muốn cho cậu đi xin khác nè. Phương cậu cứ mong cho cậu dắt dưỡng đây ngoài khổ. Dắt gì ở đây là như vua luôn rồi chứ. Vua gì? Tưởng cậu thế gian á, có thấy khổ nhiều không? Cậu cũng giàu có như đại gia mà khổ quá trời. Vâng. Cậu cho tinh hồn cậu siêu thoát đi. Cậu còn xác đâu mà hưởng ăn uống gì được nữa ăn. Cậu phải ở đây để ở đây để cho tụi em quay cho có tiền. Khán giả đến để sau khi đông tụi khách ở đây thì ring thì tụi khách này khách thì nhắn nhắn cho bán nhiệt của bà cô đấy. Chẳng hạn như là rồi, cô ơi mình đến tới đâu cô? Hả? Mình đến tới đâu cô? Cô đến từ Gò Vấp. Gò Vấp. Gò Vấp đến đây. Dạ. Quý bạn là nghe lên cục. Cô là phường 16 Gò Vấp đường số 4. Dạ. Hôm nay là mình đến mình viếng cậu hay là mình sẵn dịp mình đi ngang? Sẵn dịp là cô lên thắp nén nhang cho chồng cô. Dạ. Rồi qua con cô rồi cô. Cũng ở trên đây luôn hả cô? Hả? Cũng ở trong những gian. Ừ, tháng nào cô cũng có lên đây hết. Dạ. Tháng nào cũng có lên. Tại có người nhà cô với con cô nằm đây. Dạ. Ừ. Khu gần đây không cô? Hả? Khu gần cô đây. Á, vợ chồng cô thì nằm lô e khu thế, còn con cô trẻo đường cỡ 50 mét rồi thôi. À, cũng cách 50 mét ha. Dạ. Bây giờ cũng chào hết dạ. Dạ. Mấy chú ha. Dạ. Rồi tụi con khỏe mấy chú nha, mấy cô nghe. Dạ. Cảm ơn tụi cô nhiều ạ. Tụi con cảm ơn cô là bác viên trai lào. Chúc sức khỏe. Dạ. Rồi. Cảm ơn cô. Dạ. Cô đến từ Gò Vấp bên cả nhà. Đến đây thì mình làm hết Bình Dương xin phép là chào tạm biệt tất cả quý cô chú. À, chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.